Hello Tuyết Nhung. À, rất là lâu ngày rồi chị em mình mà có một chuyến đi biển. Hôm nay là cái chuyến của bên mình là sẽ về với lại Hồ Tràm, Bình Châu, phong trình Tuyết Nhung. À, chị Tuyết Nhung đang đứng tại một cái vị trí rất đẹp. Chị Tuyết Nhung review sơ qua cho mọi người biết cái vị trí chị Tuyết Nhung đang đứng được hay không? À, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Nhung đang đứng ở đây gọi là hồ bơi nước mặn của phân khu là Tropicana Hồ Tràm, là một cái phân khu của chủ đầu tư Novaland. Thì như mọi người thấy nè, đây là một cái hồ bơi nước mặn với cái tổng cái diện tích là 5.000 m2. Ở phía trong á là hồ bơi dành cho trẻ em, còn phía ngoài đây là hồ bơi dành cho người lớn. Ở đây á là đặc biệt là hồ bơi nước mặn này nè, khi mà bơi á thì nó giúp cho da của mình á là trị liệu được nhiều cái chứng bệnh như là xương khớp rồi đó mọi người. Ở đây là không phải là một cái cái hồ nước bình thường, mà đây là một cái hồ bơi gọi là vật lý trị liệu phong trì. Kế bên là một bờ biển rất là xanh mát, với lại những cái dòng nước là trong xanh, những con sóng mà là màu trắng phong. Thì ở đây á, là cái hồ bơi nước mặn giống như một ly cocktail đầy màu sắc các chị. Em thấy là nó quá tuyệt vời đi chị ạ. Thì cho em hỏi sơ qua chị Tuyết Nhung á, với cái phân kỳ Tropicana của Novaland như vậy á, khi mà hình thành á thì nó có những cái gì đặc biệt các chị Nhung? Như mọi người biết á, là đối với cái khu vực Hồ Tràm á, là rất là ít cái khách sạn mà hoặc là resort mà 5 sao đủ cái tiêu chuẩn, mà lúc nào cũng full phòng. Thì đối với cái ở đây á, là đáp ứng mọi cái tiêu chuẩn, là khi á, mà du khách á, mà đến đây á, nè, người ta có thể là enjoy đối với cái hồ bơi nước mặn này. Đồng thời á, là nó có cái nhà hàng cá mập ven biển, là nhà hàng hải sản, và phục vụ ngoài món hải sản là còn phục vụ những cái món ăn khác cho mọi người. Quá đẹp á chị Nhung. Một nhà hàng cá mập màu trắng, người ta tên là Sắc phải không chị Nhung? Với cái nhà hàng này là sức chứa còn hơn 1.000 khách đó chị Tuyết Nhung. Ở đây đa dạng tất cả những loại món ăn thức uống chị Nhung ạ. Tha hồ mình trải nghiệm. Như Phước Sửu đang bay live cam thì ở đây nó có hồ bơi nước mặn rất là đẹp, và một cái cụm tiện ích của Tropicana. Kế bên Tropicana thì như Phước Sửu đang bay live cam thì ở đây là một cái công viên nước và giải trí. Và điều đặc biệt là trong công viên nước là rất là nhiều cảnh đẹp, và có một cái bến thuyền kayak đó chị Tuyết Nhung. Ngoài cái bến thuyền kayak ra thì có một cái vườn rau hữu cơ tha hồ ở đây. Tất cả những cư dân ở đây và trẻ em ở đây là tha hồ được cái là trải nghiệm nè, nuôi con vật nè, rồi là trồng những cái loại cây rau. Đúng Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu cùng với Quang Chiến đi trải nghiệm một cái bến du thuyền rất là đẹp tại Havana của Nova phòng Quang Chiến. Đúng rồi. Thì Quang Chiến có thể là cho mình một cái cảm nghĩ khi mà mình bước tới cái bến du thuyền của Havana này. Ok, thật ra thì không phải một mình Chiến, mà Chiến chắc chắn là tất cả mọi người khi mà chơi chân đến đây á thì đều có một cái cảm giác. Thì đây là một cái vùng đất rất đặc biệt khi mà có một cái sông và biển kế bên nhau. Yeah. Thì đây thì gọi là Havana Island. Thì đây là một cái sản phẩm của Nova khi mà đưa ra thị trường thì cực kỳ hot và gần như gọi là cháy hàng ngay. Nhớ là không lầm là bán trong vòng 1 tiếng là hết sản phẩm phải không Quang Chiến? Đúng rồi Phước Sửu. Thì Quang Chiến cảm nghĩ như thế nào một cái bến du thuyền mà nó kết hợp vừa với sông nè, vừa với rừng, và có những cái bến làng chài như vậy, và kết hợp một cái tổ hợp và nghỉ dưỡng nằm trong Havana? Đối với Chiến thì tất cả mọi cái con người mình thì luôn luôn là cái cội nguồn là thiên nhiên. Thì ở đây gần như là mình có đủ hội tụ đủ. Ngoài những cái này ra mình còn có một cái cảnh núi ở phía xa xa kia nữa. Wow, đẹp quá Quang Chiến. Rất là đẹp ha. Thì mình vừa có sông, núi, biển. Nói chung là gần như mọi cảnh vật của thiên nhiên đều ưu ái cho ở địa chỗ này. Và đặc biệt ở đây là cái rừng thì coi như là mình sẽ có một cái gọi là lá phổi xanh ở ngay cái nhà của mình. Nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình nó được tốt hơn, hồi phục sức khỏe nhiều hơn. Nói đến Havana thì nói đến những cái dòng và siêu biệt thự phong Quang Chiến, thì Quang Chiến có thể review cho cả nhà biết được cái Havana này nó có những gì và tổ hợp của nó gồm những gì vậy? Ở đây thì thực ra thì mình sẽ thấy là nó sẽ có những cái khu mà biệt thự thì nó sẽ làm rất là nhiều cái màu sắc, nhưng mà nó đi cùng với lại cái gam màu ở cái khu vực Hồ Tràm này. Và thêm nữa thì ở đây mình có cái 5.000 m2 cái khu giải trí ở ngay bờ biển. Wow, đẹp luôn. Thì đó, cái khu đó mình có thể tổ chức được rất là nhiều cái
hội thảo rồi những cái chương trình ở ngoài biển, và đặc biệt ở đây mình có một cái khách sạn đó là Grand Mercure Hotel. Wow, rất là lớn, đây là cái khách sạn 5 sao